Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều nay, ngày 6 tháng 9, tại đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa bàn quản lý của đội cảnh sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 18N5472 đang lưu thông trên đường cao tốc có xảy ra va chạm với một chiếc xe con 4 chỗ mang biển kiểm soát 29A76958. Hậu quả đã khiến chiếc xe khách mất kiểm soát, hất tung dài 3 toa đường, lao thẳng xuống ao cạnh đó. Nhiều hành khách trên xe đã bị một phen hoảng loạn, nhiều người đã bị thương. Thông tin với phóng viên, đại diện đội cảnh sát giao thông số 8 xác nhận hiện số người bị thương chưa thống kê được, nhưng tất cả đã được đưa đi cấp cứu, di tản khỏi hiện trường. Do phần lớn chiếc xe khách chìm dưới ao nên cũng chưa xác định được có ai bị thiệt mạng hay không. Vụ tai nạn giao thông đã khiến tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc này lâm vào tình trạng ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông số 8 đã có mặt phân luồng, phối hợp điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông. Theo thông tin tại hiện trường, một trong số hành khách trên xe cho biết: xe lúc đấy là đi tốc độ nhanh, này nhanh thì nó phải đâm sang, đâm chậm. Xe kia nó va vào cái là hai xe luôn. Em thì không biết được rõ lắm, nó nhanh quá. Em ơi, em chỉ biết là cái xe ở bên kia đường, xe nhỏ nó đập phát vào đầu xe là nó lật luôn. Là một phát lật qua bốn vòng. Một phát lật. Thấy rầm thì bắt đầu tôi vòng cái chạy đi xem tới trẻ con coi như vậy nó bay ra ngoài, mà may coi là bốn người hành khách, nhưng mà coi là đứa trẻ con là số rất may coi nó bay ra ngoài. Thì khi coi là bà mẹ là ở trong xe chui ra, coi là nó thấy mẹ hoảng, nó còn ôm lấy mẹ rồi nó khóc, là trẻ con không được gì. Hiện tại vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.